Trẻ con dùng được không? Được ạ. À. Cái này không có chất độc hại cho nên là trẻ con dùng được nha mọi người. Ô sạc cái gì cái iPad cái. Hết pin rồi. Bạn A bánh trung thu lúc này chị bảo mọi người lên bánh trung thu cho mọi người. Ai muốn mua bánh trung thu nữa comment cho em số 1, em sẽ lên lần cuối cùng nha mọi người ơi. Lần cuối cùng bánh trung thu trong ngày hôm nay nha. Lần cuối cùng dùng được bao lâu? Cái hít kia dùng được bao lâu á? Hít nhiều thì nhanh hết mà hít ít thì còn nhiều. Đóng cái nắp lại là được. Đóng cái nắp lại là được nha. Ui cái bạc này rẻ lắm này, bạc thật nhưng mà rẻ tiền lắm. Ui nhiều người mua bánh trung thu thế à? Đây. Thế thì lấy bánh trung thu trước chị ạ. Lên bánh trung thu trước nha mọi người ơi. Cho chị cái hộp. Bánh trung thu nhà Quang Linh Food. Ăn siêu ngon. À cũng không siêu ngon đâu, ăn ngon. À mọi chị nói qua về cái. À bánh trung thu có chương trình giải thưởng mà chủ shop quên luôn á trời ơi. Bánh trung thu có chương trình giải thưởng, ai view cao thì sẽ được một con ghế massage G5, một con ghế massage G83 và năm giải đấy là một combo, mỗi giải là một combo bàn chải điện Brucey và tăm nước Brucey nha. Cái đấy thì chắc là phiên live tiếp theo của Quang Linh nhỉ? Vâng. Tiếp theo phiên live tiếp theo của anh Linh sẽ có thông báo đúng không? Sẽ có thông báo nha mọi người ơi. Quên đấy trời. Trời đất ơi, may đấy. Từ từ chị ạ, từ. Vitamin C uống một ngày mấy viên? 2 viên ạ, à? Chị Thảo ơi, 2 viên nha. Uống vào buổi sáng hoặc buổi trưa cho em. Tốt nhất là vào buổi sáng và buổi trưa. Khoan chị ạ, cái mạng của chị đang bị lỗi. Mạng nhà chị á? Mạng nhà chị đang bị lỗi, sao chị live stream được không? Chị, là nó đang lỗi. Nó có 2 cái modem của chị. À thế ạ? À Nhật Lệ 5G và Nhật Lệ bình thường. À, cắt để người dân. Cắt để người dân nhá. Một túi 120 viên à, combo 60 ngày ấy. Đúng rồi chị ạ. À. Một túi 120 viên combo 6 ngày, một ngày 2 viên, tức là uống 60 ngày. Chút đếm nha, em 60 ngày 2 tháng. Cái này uống tốt đấy, dòng DHC uống tốt. Máy em bị ấy. Ơ, là sao lên chưa? Lên nhanh để cho mọi người đi ngủ nào. À đây thôi. Từ. Không hết bánh rồi à? Chu ơi, chờ mình một chút xíu. Cầm Nhi ơi, chờ mình Linh một chút xíu ạ. À. Mọi người muốn mua bánh gì, nhân gì mọi người comment cho em được không? Bởi vì lên ít đấy mọi người, lên ít á. Mọi người comment đi, mình mới nhận bánh. Mùa trung thu ăn nhiều loài nhưng ăn bánh nhà Quang Linh thì ngon. Cảm ơn nhóc yêu ạ. À. Trời ơi, thường bóc phô thì giật hết cả mình trời. Lên số lượng bao nhiêu? Lên cái gì đấy mọi người? Mọi người muốn em lên cái gì ạ? À, thập cầm mochi trứng muội này. Tôi lên thập 3 đi chị. Màu xanh là gì ta? Mochi, khoai, mochi. Mochi. Mochi nhiều lắm. Đúng cả. 100 mochi. 100 mochi nha. 100 mochi. 50 thập cầm và 50 dừa đi. 100 mochi, 50 thập cầm, 50 dừa. 3.000 người mà chị cho có mỗi 100 mochi. Nhưng 3.000 người nhưng mà có phải ai cũng mua bánh đâu. 200 mochi chị. Thế á? 200 mochi. Ai mua comment cho em số 1 để em biết được bao nhiêu người mua mọi người. Mọi người comment liên tục cho em số 1 ấy. Một người comment một số nha. Một người comment một lần nha mọi người ơi. Ai đi qua đi lại cho shop xin một like và một chia sẻ đi mọi người ơi. Đến giờ đấy, bắt đầu đến giờ đấy. Ngày xưa thời lớp 1. Mọi người biết tại sao mình tưng tưng như này không? Ngày xưa thời lớp 1 thế là mình và Quang Linh tranh nhau một củ khoa à, một bắp ngô à? Bắp ngô hay cái gì nhở? Bắp to bắp nhỏ hay sao á? Xong rồi ngày xưa nuôi con chó béc dê. Mình nhảy cõng lên xong rồi bị con chó béc dê cắn, xong rồi chưa đi tiêm thì hôm nay bây giờ tự nhiên tưng tưng như này á mọi người. Em ngược lại chị, em đi tiêm. Em đi tiêm nhưng mà em lại tiêm nhầm thuốc hay sao ấy. Ơi, eo ơi thế. Anh buồn đấy. Còn chị là chị. Anh bị ấy mà, anh bị kiểu nhục đầu nó đơ đơ mà thật. Đang treo mà thật à? Thật. Thì thoảng nó sẽ bị vậy. Chị cũng thế. Ủa?
Nhiều thế á? Không. Đấy chứ bị chó cắn quên chó không cắn. Đi tiêm dài mà nghe. Em bị chó dại cắn. Thật luôn. Ở đây chiều chó. Thế là chị em mình giống nhau rồi. Ôi. Thì mới hợp nhau làm việc. Chắc ngày xưa mày cũng thế Tuấn Anh. Thôi lên đi, lên bánh trung thu đi, lên nhanh bánh trung thu cho mọi người đi ngủ nè. Đợi nhau đi. Số này còn sai. Lên okay, lên. Để tôi không có trò lên. Vâng, bà có bị rỉ màu không? Không, bạc thật. Thì chờ mình, lát nữa mình lên rồi mua. Chờ đi, chờ mình đi. Mình lên xong bánh trung thu đó rồi là mình lên. Bà không đọc comment của tôi, tôi đọc cái này, bà quên này. Không ngỡ đâu. Ui, bánh đặt từ 30 tháng 8 bây giờ mà chưa có. Chắc là bị quên đơn của chị rồi. Chị nói được không? Tên đó. Nói được tên này cho bọn em. Không nói được. Chị cho bọn em nha, cho Quang Linh Food nha. Chị nhắn tin cho Quang Linh. Chị TikTok shop. I love you TikTok shop. I love you TikTok shop. TikTok shop. Lên rồi đấy mọi người ơi. TikTok shop làm mấy quả chết khiếp ấy. Lên rồi nha mọi người ơi. Bánh trung thu của nhà Quang Linh Food nó sẽ có 3 vị. Vị đầu tiên không ngọt. Đấy là vị mochi khoai môn trứng muối trà bông. Trà bông và trứng muối sẽ hòa quyện lại với nhau. Ăn hơi khô khô một chút xíu, nhưng mà những ai mà không ăn được trứng muối thì sẽ ăn được nha mọi người. Và vị tiếp theo là vị thập cẩm đặc biệt. Thập cẩm đặc biệt này là cái vị mà ai cũng ăn được đó. Ví dụ như người mà không ăn được thập cẩm bình thường á thì sẽ ăn được thập cẩm nhà bên em, bởi vì bên em xay nhuyễn. Và vị thứ ba nó sẽ ngọt hơn một chút xíu, bởi vì là nó sẽ có nhân là mơ dẻo dừa non. Mơ thì chắc chắn là phải xen với là đường các kiểu rồi này, dừa cũng là xen với đường các kiểu này. Dừa mà khi mà bỏ tầm khoảng 1 đến 2 ngày là hỏng luôn á. Thì bọn mình phải xen với đường. Đường là một chất bảo quản tự nhiên, nó sẽ thay thế cho những cái chất mà độc hại nha mọi người. Thì đấy, nó sẽ là ngọt vì ngọt nhất. Nhưng mà mình thấy vì đấy cũng là vì ngon, cho nên là mọi người mua được. Bao lâu có chỉ? Ngày mai ship luôn, ngày mai hoặc ngày kia ship luôn cho mọi người nha. Mình hợp với khoai môn mochi nhất. Mặt nạ chị ơi. Ui nhỏ, chưa lên mặt nạ. Lên xong cái vòng bạc đã, xong rồi lên mặt nạ sau nha. Còn nhiều thời gian. Còn nhiều thời gian à? Mấy giờ rồi? Mới 10 giờ. À 9 giờ 53. Ui mới được 9 giờ 53 thôi à? Vâng. Sao lâu? Ui sao lâu ấy? Trời ơi. Không phải số là lâu. Cái bình thường á. Lại 30 phút cơ. Nó lặn mất tâm. Sao lại pre-order? Bởi vì là pre-order từ cái đợt trung thu rồi. Bây giờ vẫn là pre-order, nhưng mà không phải là 14 ngày đâu, tầm khoảng 3 đến 5 ngày là mọi người nhận được nha. Đúng rồi, đồ ngọt vừa phải. Đồ ngọt vừa phải nha mọi không. Người bánh thì ăn hết rồi. Ở trong không còn cái bánh nào nữa rồi. Không có một bánh thắp hương mà nhỉ.